Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và trên tay một cái chiếc đồng hồ rất là đắt tiền đến từ nhãn hiệu đồng hồ Frank Wheeler Geneva đến từ Thụy Sĩ. Đây là một trong những cái nhãn hiệu đồng hồ có thể nói là có cái DNA thiết kế nó rất là đặc trưng, và kèm theo đó là giá bán thì nó cũng không phải là dạng rẻ. Cái chiếc đồng hồ của chúng ta là một cái chiếc đồng hồ đã qua sử dụng lướt, đang còn full hộp được gửi nguyên kiện từ bên thị trường Thụy Sĩ về. Đấy, và cái bộ hộp mà của chúng ta thì nó sẽ như thế này, nó rất là nặng các bạn nhé. Bên ngoài thì chúng ta có một cái bộ hộp bìa các tông màu xanh nhạt, và kèm theo đó là chúng ta sẽ có cái dòng chữ bằng nhũ vàng Frank Wheeler Geneva ở phần phía trên. Nên mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Bên trong thì chúng ta có đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên là cái bộ dây, đây là một cái bộ dây zin của cái chiếc đồng hồ. Tuy nhiên là nó đã hơi có chiều hướng xấu đi rồi, cho nên là các bác thợ người ta đã thay một cái bộ dây khác. Tuy nhiên là vẫn giữ lại cái bộ dây zin ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ sách kèm theo, cái bộ sách chứng nhận của Frank Wheeler. Đây chúng ta có cái bộ sách được làm bằng da cá sấu xịn các bạn nhé. Và ở bên trong thì chúng ta có dòng sản phẩm của chúng ta 8880SC Gold Pro. Ở bên trong nữa thì chúng ta có một cái hộp bằng da rất là nặng, thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Rất là nặng các bạn nhé, cái hộp này nó phải tầm hơn 1 cân. Đây là một cái bộ hộp da được bọc bằng da cá sấu nguyên miếng thật của nhãn hiệu đồng hồ Frank Wheeler. Rất là đẹp. Ở đây chúng ta có hai cái chốt ở đây, và các bạn có thể mở ra. Ở bên trong chúng ta có một cái chiếc đồng hồ dòng của sản phẩm Frank Wheeler Croco. Đây là một dòng sản phẩm tương đối đắt tiền của cái nhãn hiệu này. Cái chiếc này thì bên trong hãng người ta đang bán trên dưới 600 triệu các bạn nhé. Cực kỳ là nặng vàng, toàn bộ phần thân vỏ cũng như mặt số đều được làm từ vàng. Đây các bạn có thể thấy được là chúng ta sẽ có phần giấy chứng nhận cùng với lại chiếc đồng hồ là nó đúng theo phiên bản Gold Croco. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào review chi tiết cái chiếc đồng hồ này xem nó có gì đặc biệt các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu một chút về cái dòng sản phẩm chính của chúng ta. Cái chiếc đồng hồ của chúng ta thì sẽ được làm từ vàng nguyên khối 18K, mặt số của nó cũng được làm từ vàng luôn, khóa cũng được làm từ vàng, độ mới khoảng tầm 98%. Đấy. Đó là làm từ vàng 18K và có kích thước nó tương đối là to, cho nên là cái trọng lượng của chiếc đồng hồ nó tương đối là nặng khi mà chúng ta cầm lên cổ tay. Nói chung là bạn nào mà muốn đeo những cái chiếc đồng hồ nhẹ nhàng và có cái trọng lượng nhẹ thì chúng ta sẽ không lựa chọn cái dòng sản phẩm này. Về cái mặt cảm quan thì khi chúng ta nhìn vào thì ngay lập tức là chúng ta sẽ bị hút hồn bởi cái phong cách thiết kế cực kỳ là phô trương, mạnh mẽ và bóng loáng của cái chiếc đồng hồ này. Đó, và các bạn có thể thấy được kích thước của nó rất là to. Ở phần trên chúng ta sẽ có kích thước khoảng tầm từ 56 và bên bề ngang thì nó sẽ là 39. Thì kích thước này nó sẽ tương đương với một cái chiếc đồng hồ có size khoảng tầm từ 46 đến 47mm. Và tất nhiên rồi, cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ chỉ dành cho những anh em nào có cổ tay to và có cân nặng khoảng tầm từ 75 đến 80kg đổ lên thì chúng ta đeo mới có thể đẹp được. Tuy nhiên là nếu bạn nào mà muốn thích cái sự phá cách và phô trương thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể đeo cái chiếc đồng hồ này lên tay. Đấy, ví dụ như mình thì mình cân nặng khoảng tầm 70kg thì mình vẫn đeo lên bình thường, hơi to một chút thôi nhưng nó vẫn rất là đẹp. Về phong cách thiết kế của chiếc đồng hồ này thì khi các bạn đọc cái tên, các bạn sẽ thấy được là cái dòng sản phẩm Gold Croco. Croco là viết tắt của dòng chữ Crocodile, tức là cá sấu, và Gold tức là vàng. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ được thiết kế dựa trên cái bộ da của một con cá sấu và nó sẽ phủ vàng lên phía trên. Cho nên là các bạn sẽ thấy được là ở phần thân vỏ cũng như mặt số của chúng ta sẽ có những cái vảy vân cá sấu được làm từ vàng nguyên khối hoàn toàn 18K. Và những cái vảy vàng này thì nó sẽ được làm bóng. Và cái tác dụng của phong cách thiết kế này thì thứ nhất nó đem lại chúng ta có sự phô trương tuyệt vời khi mà đeo cổ tay, đặc biệt là khi mà chúng ta ăn nhà hàng, chúng ta đem nó chiếu dưới ánh đèn thì nó cực kỳ là đẹp, nó ánh lên những cái ánh sáng có thể nói là tuyệt vời, nó rất cực kỳ là sang chảnh. Cái chiếc này thì nó sẽ có cái phần mặt số được thiết kế theo dạng hình thùng là tông neo, và toàn bộ tất cả những cọc số ở trên chiếc đồng hồ này thì nó rất to bản, từ 1 đến 12. Đó, nó xếp vòng tròn xung quanh ở đây. Đây là một cái phong cách thiết kế theo cái dạng Art Deco đơn giản, và nó vẫn thể hiện được cái sự nó dễ đọc của phô trương. Toàn bộ cái phần cọc số cũng như là cái phần bộ kim này thì nó lại được sơn màu đen.
và nó tương đối là dễ xem giờ và nổi bật ở trên cái nền màu vàng ở đây. Ở đây chúng ta có dòng chữ Frank Miller Geneva gồm với dòng chữ Gold Groco. Phần thân vỏ thì cũng phong cách thiết kế tương đối là sần sùi và khác biệt so với những cái dòng sản phẩm khác trên thị trường, rất là đẹp. Ở bên góc 3 giờ ở đây chúng ta có một cái núm điều chỉnh giờ được làm từ vàng nguyên khối 18K của nhãn hiệu đồng hồ Frank Miller. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có chức năng hacking, cho nên khi các bạn rút núm thì ngay lập tức kim giây sẽ dừng lại. Rất tiếc là cái chiếc đồng hồ này thì nó lại không có thêm tính năng lịch hay bất cứ một tính năng bổ sung nào khác. Có lẽ là cái dụng ý của nhà sản xuất khi mà sản xuất ra cái chiếc đồng hồ này thì họ tập trung về cái mảng hiển thị mặt số cũng như cái phần vàng, cái phần vẩy của cá sấu hơn là đối với những tính năng bổ sung trên một chiếc đồng hồ. Cái chiếc này thì nó cũng khá là dày các bạn nhé, các bạn có thể thấy đây là nó sẽ tương đối là dày. Ở phần nắp đáy phía sau của chiếc đồng hồ thì chúng ta có một cái nắp đáy được làm từ vàng đúc nguyên khối 18K. Các bạn có thể thấy được là cái nắp đáy này đang còn rất là mới, được làm bóng phay xước theo chiều dọc từ trên xuống dưới. Chúng ta có dòng chữ Frank Miller Geneva Master of Complication, dòng chữ Gold Groco. Và cái mã của cái dòng này là mã 8880 SC Gold. Thì các bạn lưu ý là đối với cái dòng sản phẩm mà cá sấu vàng này thì nó sẽ có một vài cái phiên bản khác nhau. Đấy. Và cái hình dáng thiết kế bên ngoài thì nó giống hệt nhau thôi, tuy nhiên là nó sẽ có một cái bản nó bé hơn với kích thước rơi vào tầm 40mm khi mà đeo cổ tay. Còn cái bản này của mình là bản to cho nên cái giá của nó sẽ cao hơn một chút. Nắp đáy cũng rất là đẹp và nó sẽ được thiết kế cong vòm để ôm vào cổ tay của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có gắn kèm với một cái bộ dây. Đây là một bộ dây được handmade bởi Việt Nam các bạn nhé, tương đối là đắt tiền, được dập nổi Frank Miller. Và kèm theo đó là chúng ta có một cái bộ khóa vàng hồng zin, cũng là khóa nguyên khối, khá là to bản ở đây. Thế nên mình sẽ thử ướm lên cổ tay cho các bạn là cùng xem về cái chiếc đồng hồ này. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta đeo cái chiếc đồng hồ này lên cổ tay thì rất là đẹp và sang chảnh. Vẫn hơi to một chút so với cổ tay của mình. Khả năng bắt sáng của chiếc đồng hồ này thì có thể nói là không còn gì để nói nữa rồi. Quá là tuyệt vời, quá là đẹp và quá là phô trương. Cái chiếc này thì ở trong hãng hiện tại là đang có giá bán khoảng tầm 600 triệu. Và nếu ở bên ngoài thị trường thì anh em người ta sẽ bán với cái giá khoảng tầm 350 triệu các bạn nhé. Thậm chí là cho những cái chiếc đồng hồ nó bé hơn cái chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên là ở đây là mình sẽ có một cái giá rất tốt, nó khoảng tầm 300 triệu cho cái chiếc đồng hồ Gold Groco full hộp nhập nguyên chiếc từ bên Thụy Sĩ về. Và bạn nào có nhu cầu muốn mua cái chiếc đồng hồ này thì xin mời các bạn liên hệ với số điện thoại mình để ở phần mô tả video. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.